Chào mừng Kem đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời Kem cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5 trang 121-124, tuần 14 bài 2, một ngày ở D3. Khởi động, giới thiệu về một trung tâm hoặc là một nhà văn hóa dành cho thiếu nhi mà em biết. Như vậy chúng ta biết về nhà văn hóa hay là trung tâm hoặc là một nhà văn hóa dành cho thiếu nhi thì các em sẽ giới thiệu cùng các bạn. Tiếp theo khám phá và luyện tập đọc một ngày ở D3. Sáng sớm sương phủ dày như nước biển, đỉnh D3 nổi lên như một hòn đảo. Sương tan dần, các chớp núi lần lượt hiện lên, sương lượn lờ dưới các chân núi như những dải lụa, cả thung lũng như một bức tranh thủy mặc. Làng mới định cư bừng lên trong nắng sớm, những sinh hoạt đầu tiên của một ngày bắt đầu. Thanh niên ra rừng gỡ bẫy gà, bẫy chim. Phụ nữ quay quần giặt giũ bên những giếng nước mới đào. Các em nhỏ đùa vui trước nhà sàn. Các cụ già trong làng chụm đầu bên những ché rượu cần. Các bà các chị sửa soạn khung cửa dệt vải. Buổi trưa trời xanh ngắt, cao vòi vọi. Nắng to như nhưng không gay gắt. Gió từ đồng bằng miền biển thổi lên mát mẻ dễ chịu. Buổi trưa trong làng thường vắng, đồng bào đi làm ruộng, làm rẫy tập thể đến chiều mới về. Rừng chiều D3 nổi lên sừng sững, nắng nhạt dần làm sáng lên những cụm bông lau trong gió. Trên những bắp ngô, mớ rau non trắng như cước, sương lam nhẹ bò trên các sườn núi. Mặt trời gác bóng, những tia nắng hắt lên các vườn cây. Buổi tối ở làng thật là vui, lớp thanh niên ca hát, nhảy múa, tiếng chiêng, tiếng còng, tiếng đàn tơ rưng dìu dạt vang lên theo đình trung. Như vậy chúng ta vừa theo dõi bài đọc. Trong bài đọc có các từ D3 là tên một ngôi làng ở xã Tơ Tung, huyện Ca Bang, tỉnh Gia Lai. Ché là đồ đựng bằng sành sứ thân tròn giữa phình to, miệng loe và có nắp đậy, thường dùng để đựng rượu. Gác bóng là chỉ mặt trời lúc xế chiều. Tiếp theo chúng ta trả lời câu hỏi 1. Đỉnh D3 và sáng sớm được so sánh với sự vật nào, vì sao? Thì các em đọc kỹ bài đọc. Đỉnh D3 vào sáng sớm được so sánh với một hòn đảo. Vì sáng sớm sương phủ dày như nước biển. Tiếp theo câu 2, tác giả dùng những cái từ ngữ hình ảnh nào để tả sự thay đổi của sương và nắng vào các buổi trong ngày? Thì buổi sáng sương phủ dày như nước biển, sương tan dần, sương lượn lờ dưới các chân núi như những dải lụa. Buổi trưa thì nắng to nhưng không gay gắt. Buổi chiều D3 thì nắng nhạt dần làm sáng lên những cụm bông lau trong gió. Trên những bắp ngô mớ rau non trắng như cước, sương lam nhẹ bò trên các sườn núi, mặt trời gác bóng những tia nắng hắt lên các vòm cây. Tiếp theo câu 3, cuộc sống sinh hoạt của người dân ở D3 vào mỗi buổi trong ngày diễn ra như thế nào? Thì buổi sáng thanh niên ra rừng gỡ bẫy gà, bẫy chim. Phụ nữ thì quay quần giặt giũ bên những giếng nước mới đào. Các em nhỏ thì đùa vui trước nhà sàn. Các cụ già trong làng thì chụm đầu bên những ché rượu cần. Các bà các chị sửa soạn khung cửa dệt vải. Buổi trưa thì buổi trưa trong làng thượng vắng, đồng bào đi làm ruộng làm rẫy tập thể đến chiều mới về. Buổi chiều đồng bào đi làm ruộng làm rẫy tập thể về. Buổi tối thật là vui, lớp thanh niên ca hát nhảy múa, tiếng chiêng, tiếng còng, tiếng đàn tơ rưng dìu dạt vang lên. Tiếp theo câu 4, nêu cảm nhận của em về cuộc sống sinh hoạt của người dân ở D3. Thì chúng ta thấy cuộc sống sinh hoạt của người dân ở D3 rất sôi động và náo nhiệt. Tiếp theo nói và nghe trao đổi ý kiến với người thân
chung tay vì cộng đồng. Thì các em quan sát tranh thì chúng ta thấy bạn nhỏ có ý kiến là bố mẹ ơi, trường con tổ chức một số hoạt động thiện nguyện chủ đề thắp sáng ước mơ, bố mẹ cho con tham gia được không ạ? Bố trả lời, bố mẹ không phản đối nhưng theo bố con, bố mẹ con cần suy nghĩ kỹ. Nếu tham gia hoạt động này con sẽ phải cắt hoặc là giảm thời gian của các hoạt động khác đấy. A. Bạn Dũng xin bố mẹ làm gì? B. Bố mẹ trả lời bạn ra sao? Thì ở câu A, bạn Dũng xin bố mẹ tham gia một số hoạt động thiện nguyện chủ đề thắp sáng ước mơ. Thì bố mẹ bạn trả lời là bố mẹ không phản đối nhưng con cần suy nghĩ kỹ về tham gia hoạt động này. Thì con sẽ phải cắt hoặc là giảm thời gian các hoạt động khác. Hai nhỏ, các em cùng bạn đóng vai thực hiện tiếp cuộc trao đổi để thuyết phục bố mẹ đồng ý cho tham gia hoạt động thiện nguyện. Gợi ý A, các em xác định mục đích trao đổi, giúp cho bố mẹ hiểu rõ hơn về hoạt động muốn tham gia và nguyện vọng của mình để bố mẹ ủng hộ nguyện vọng đó. B, các em hình dung những cái khó khăn mà bố mẹ có thể nêu ra để tìm cách giải đáp, như là chưa có nhiều kinh nghiệm về việc tham gia các hoạt động thiện nguyện, giảm bớt thời gian dành cho các hoạt động khác. Tiếp theo phần viết, luyện tập tìm ý, lập dàn ý cho bài văn kể chuyện sáng tạo. Tiếp theo, đề bài viết bài văn kể lại một câu chuyện đã đọc, đã nghe mà em thích bằng lời của một nhân vật trong câu chuyện đó. Một, các em nhớ lại một câu chuyện đã đọc, đã nghe mà em thích. A, em thích câu chuyện nào? B, câu chuyện đó có những nhân vật nào? C, ghi tóm tắt các sự việc của câu chuyện. Thì ở đây cô ví dụ như là em thích câu chuyện Sự Tích Cây Thì Là. Thì câu chuyện có các nhân vật đó là Thì Là, ông trời và các loài cây khác. Sự việc thì có 4 sự việc. Sự việc 1, trời tập hợp chúng lại để ban cho mỗi loài một cái tên, các loài cây đều đến thật sớm. Sự việc 2 là các loài cây đều đã được đặt tên, đến cuối ngày khi trời mệt thì là mới vội chạy đến thở hổn hển. Sự việc 3, cảm động trước lòng hiếu thảo của cây nên trời không trách phạt, nhưng lúc này trời chưa nghĩ ra được tên gì hay. Ông ngập ngừng, tên của con thì là. Sự việc 4, nó vội vàng cảm ơn trời rồi chạy về nhà khoe với bà của mình, từ đó muôn loài gọi nó là cây thì là. Hai nhỏ, các em chia sẻ với bạn thì các em sẽ chọn kể lại câu chuyện bằng lời của nhân vật nào? Khi kể lại câu chuyện bằng lời của nhân vật đó thì em sẽ xưng hô như thế nào? Rồi em cần chú ý điều gì khi kể lại câu chuyện bằng lời của nhân vật đó? Thì các em đặt mình vào vai nhân vật để thể hiện lời nói, ý nghĩa, hành động phù hợp với sự việc. Rồi đặt mình vào vai cái nhân vật để bày tỏ tình cảm, cảm xúc với các cái nhân vật và các sự việc. Như vậy, ở câu A chúng ta sẽ kể lại câu chuyện bằng lời của nhân vật thì là. Khi kể lại câu chuyện bằng lời của nhân vật đó thì em sẽ xưng hô là tôi. Thì em cần chú ý là chúng ta đặt mình vào vai nhân vật để thể hiện cái lời nói, ý nghĩa, hành động phù hợp với sự việc. Rồi đặt mình vào nhân vật để mà bày tỏ tình cảm, cảm xúc với các nhân vật, sự việc. Ba nhỏ, các em dựa bài tập 1. Vào bài tập 1, bài tập 2 và các gợi ý, chúng ta lập dàn ý cho bài văn. Mở bài thì các em sẽ giới thiệu câu chuyện, người kể chuyện, hoàn cảnh diễn ra câu chuyện. Thân bài thì chúng ta chọn lời xưng hô phù hợp, kể lại các sự việc theo trình tự hợp lý. Sự việc 1, sự việc 2, sự việc 3. Thì trong mỗi sự việc các em sẽ nêu diễn biến và kết quả. Rồi các em đặt mình vào vai nhân vật để thể hiện lời nói, ý nghĩa, hành động hoặc là bày tỏ tình cảm, cảm xúc phù hợp. Kết bài thì chúng ta nêu kết thúc của câu chuyện, đặt mình vào vai nhân vật để bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc về nội dung câu chuyện hoặc là rút ra bài học, ý nghĩa. Ví dụ, tôi là Thì Là, tôi muốn kể cho các bạn nghe về sự tích cái tên rất thú vị của mình. Ngày xưa các loài cây đều chưa có tên, một hôm thì trời tập hợp chúng tôi lại để ban cho mỗi loài một cái tên. Các loài cây đều đến thật sớm, ai ai cũng hớn hở, mong chờ được
trời đặt cho một cái tên thật đẹp. Mỗi loại cây đều diện một bộ trang phục xinh đẹp nhất và khoe điểm nổi bật nhất của mình. Cây có hương thơm dịu được trời đặt tên là lan. Cây có nhịp, có điệu múa nhịp nhưng nhịp nhàng được đặt tên là tóc tiên. Loại cây có dáng đứng hiên ngang được gọi là thông. Các loại rau cũng có mặt đông đủ để xin trời đặt những cái tên thật đẹp như là quế, tí tô, húng. Đến cuối ngày khi trời đã mệt thì tôi mới vội chạy đến, tôi thở hổn hển lòng rạo rực nói: con xin lỗi vì bận chăm sóc bà đang bị bệnh nên con đã đến muộn, xin trời hãy thương tình đặt cho con một cái tên. Thì thấy tôi run sợ nên trời không trách phạt mà thương vô cùng. Ông nghĩ mãi rồi ngập ngừng: tên của con thì là, thì là. Tôi nghe vậy mừng quá hét toáng lên: tôi có tên rồi, tên tôi là Thì Là. Tôi vội vàng cảm ơn trời rồi chạy về nhà khoe với bà của mình. Bà khen tôi, con có một cái tên thật đặc biệt. Muôn loài đều rất yêu thích tên của tôi, từ đó muôn loài gọi tôi là cây Thì Là. Qua câu chuyện em thấy Thì Là rất hiếu thảo. Trong khi mọi loài cây đều tranh thủ, nhanh chân đến gặp ông trời để xin được đặt những cái tên thật đẹp. Do bà em bị ốm nên Thì Là đã tận tình chăm sóc bà, chính lòng hiếu thảo của em đã làm ông trời cảm động và muôn loài đều rất yêu mến Thì Là. Rồi cuối cùng vận dụng các em kể tên và nêu ý nghĩa của một đến hai hoạt động cộng đồng nơi em sống, ví dụ như là sinh hoạt hè hay là tổng vệ sinh khu phố.